Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Let's go. Ok. Từ game này thì mình sẽ đi thu thập 20 chiếc túi và thu thập những chữ số. Các bạn vào từng phòng một, sau đó thì thu thập lại. Let's go. Mắt này thì các bạn sẽ biết được là con ma nó đang đi nào. Wow, đang gần đây. Nó đang trên tầng 2 rồi. Bây giờ thì mình sẽ xuống dưới tầng hầm. Tốc độ chạy này hình như sẽ chạy trong vòng 5 giây và 1 phút hồi. Let's go. Wow. Rồi mình sẽ phải trốn ở trong đây. Nó lại lên trên tầng 2 rồi. Cứu bạn vào trong một căn phòng nào đó thì con ma nó sẽ không còn ở bên trong rồi, cho nên các bạn không phải sợ gì cả. Ok, đang đi đằng kia. Đó, các bạn cứ đi tất cả các phòng, sau đó thu thập tất cả những thứ mà các bạn nhìn thấy. Cái này đủ rồi thì không cần thu thập nữa. Và bây giờ các bạn phải đi tìm những chữ số để gấp đủ cái mảnh này. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tập game tiếp theo, Scary Teacher Body. Let's go. Looks like I'm also to give my students a very special Easter surprise this year.
cơ. I just keep winning life, don't I? Prepare to be amazed. What is this? So okay, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. It's Horokara. Chapter 2. Từ game này thì Chapter 1 thì các bạn sẽ đi tiêu diệt ông ta. Và Chapter 2 thì các bạn sẽ phải tiêu diệt hang ổ của ông ta. Phá hủy hang ổ này của ông ta. Một hang ổ khá là rộng rãi và một hang ổ khá là kín đáo. Ông ta đã giết bao nhiêu sinh mạng ở trong hang ổ này rồi. Okay, let's go. Không có gì ở đây. Đi sâu bên trong. Pitch. Iron. Iron wall. Wow. Wow, vẫn chưa chuẩn. Ok. Đặt cái này xuống. Rồi, let's go. Sau đó thì mình sẽ vào trong kia. Let's go. Dùng chiếc xẻng này, sau đó đào hố ở cái trong căn phòng kia, xem có gì ở bên trong không. Let's go.
Đây là một quyển sách gọi hồn, The Book Shadow. Gọi hồn một cậu bé lên. Yeah, let's go. Ok, cánh cửa ở đây đã mở ra rồi. Ở trong này có hai quả bom. Một quả mình sẽ đặt vào đây, ga super. Và một quả sẽ đặt vào bên trong ga super kia. Let's go, chạy thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư, Super Hero. Hello, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Butch Room. Wow, 1, 2, 3. Yeah. Chắc chắn phải
dừa của bà. Rồi, xem anh nhìn lại. 1, 2. Rồi, chúng ta cho thẳng vào đây. Let's go. Ok, oh my god. Two, three. Let's go. Thế thì phải như thế này. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Butcher X. Busy. Let's go. Chapter 1. Ok, ở đây có một tấm thẻ. Mình sẽ mở ra. I need this. Okay, let's go. Một chiếc chìa khóa. I need this. Một mẩu giấy. Okay. Good stuff. Let's go. That's useful. Rồi mình sẽ ghép vào đây. Ở đây phải các bạn phải làm đủ 5 chapter các bạn mới thoát được khỏi ông ta. Thì cánh cửa chính này mới mở ra được. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Stickman Direct. Oh.
Share. Выручи меня, братан. Скоро буду. Закома. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái tiếp theo, Scary Butcher vào đây. Cho hỏng luôn con dao của ông ta. I will cut you all over until you bleed out, little pig. You are dead. Do you hear me? I will cut you from ear to ear. Ok, đây rồi. Xong mình phải đóng cửa ở đây trước. I'll be wearing your blood next, you little coward. So ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.